Quý vị chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con hẻm 259. Hôm nay qua đây để chia sẻ với cả nhà một cái xe bán 7 ngày 7 món của chị gái đây. Hôm nay là chị bán món miến gà nhé. Hôm qua thì Kiên có ăn chia sẻ với cả nhà một cái món, đó là món bún bò. Hôm nay là chị bán món miến gà này. Hôm nay là Kiên đi qua đây rồi vô thưởng thức và chia sẻ cho cả nhà luôn. Đây, hôm nay chị đang làm miến này. Cái này phải làm và rửa sạch cái này chị, đúng không? Cái này, à đúng rồi. Miến này mình ngâm mình rửa sạch. Dạ. Ngâm nó ngon hơn luộc em nha. Dạ. Miến này giống kiểu miến Bắc ạ, miến rong Bắc rất là hấp dẫn. Đây này, cái nồi nước lèo chị đang đun này, toàn là đầu gà không ạ. Hôm nay là miến lòng gà đúng không chị? Hôm nay là miến lòng gà đúng không chị? Đây, gà ta ngon lắm ạ. À gà ta hả? Miến lòng gà ta, miến gà ta. Đây có bún này, ai ăn bún thì đây có chậu bún đây. Đây còn có mì tươi nữa. Mì tươi, hủ tiếu, bánh phở. Đây trong cái tủ của chị đây. Này là ức gà ta này. Này là cái góc phần tư của cái đùi gà. Góc phần tư của con gà. Đến mai là món gì chị nhỉ? Bún miến hủ tiếu mì gà. À đến mai. Mai là bún miến hủ tiếu mì gà. Nó chưa về chị. À có thể đem ba lát nữa thì chờ chị chút xíu mình sẽ vào ăn cái món miến gà nhé. Ở cái khu trong này thì đa số là người Hoa nhiều lắm, nước Hoa. Hôm nay cái giọng kia nó hơi bị bể giọng. Giờ là khoảng 6:30 sáng ở Sài Gòn quý vị. Mình ngồi đây mình đợi chị. Ở đây chị cũng bán 7 ngày 7 món luôn. Ở đây xem chị làm miến gà cho khách. Đây là miến chị mới ngâm xong rồi. Mỗi bịch cho phần này là bao nhiêu chị nhỉ? Phần 25 em. À 25 ngàn. 25 ngàn một phần. Để đó đi chị.
thì gà ta nhìn ngon lắm ha. Đúng rồi, gà ta mình luôn á. Dạ. Gà ta bán cao hơn chứ. Chị bán ở đây là số nhiều em ơi. Dạ. Trong này là cái khu mà người Hoa sống rất là nhiều nhé. Ở đây có một cái quán mì A Linh, A Chi, mì A Chi ở đây, mì Hoành Thánh, mì Thập Cẩm, xá xíu ở đây. Khu quận 11 thì kiều bào người Hoa rất là lớn, nhiều ở đây nhé. Buổi sáng nói chung là đi qua đây thì rất là nhiều các món ăn ngon. Chiều bán gì chị? Đó, cái hàng kìa. Các loại hạt, các loại khô. Nay bán thêm các loại hạt, các loại khô nữa. Đúng rồi, các loại khô. Cái đâu đầy đủ chưa? Ở đây có rau. Giống như hôm qua là đây có rau muống, rau chuối, rau thơm, rau giá. Đây, em đi kiếm quá trời. 257, thấy không? 259. 259. Hả? 259. Ủa, còn 257 đâu? Sao ghi trên mẹ nó ghi là 257? Đúng không? Bán mỗi ngày một món, thấy không? Đúng rồi. Đây có cách đi kiếm hẻm của chị. Ở đây hẻm này hẻm 259 nha quý vị. Ngày mai bán mì vàng. À, bán mì vàng á. À, bán từ 6 sáng đến 8 giờ phải không? Đúng rồi. 6 rưỡi đi, 6 rưỡi đi. Cách kiếm hẻm rồi tài cua miếng. Dê da hồng. Cái chày chịt. Ờ, vô đây xong cái tìm về không ăn đi luôn hả? Làm cho em một phần nhé. Này là 259 xẹt 6 này. Số nó bị bong. Hôm nay là ngày 19 tháng 11, đến mai là 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm nay đi đường thì rất là nhiều những cái cửa hàng hoa, người ta kinh doanh hoa. Rất là đẹp. Đây ăn miếng này, 4 cầu cho mày. Em ăn miếng cái gì? Miếng. Dạ. Ít giá thôi. Đây mình này mình ăn miếng nhé. Một phần này bao nhiêu gì nhỉ? Phần 25 em. 25 luôn đúng không? Ừ. Phần nào cũng vậy đúng không? Đúng
bà bưng qua đây em. Rồi quý vị ơi, mời cả nhà ăn sáng nha. Đây là gà ta nhìn nó hấp dẫn, có cả mì đây này. Trong tô này là có thịt này, này thịt gà. Này huyết này, này mì. Mì này ăn nó rất là giòn. Đây còn có rau nữa, rau có rau thơm, chuối, rau muống, có giá. Đây còn có một cái chấm này, chấm này pha rất là nhiều thứ trong này, ớt này, hành này, ớt hành rồi đủ các thứ này, rất chấm. Đại gia đình ăn sáng. Mất rộng một chút. Đây là chiều chỉ có bán đồ khô này. Sạc sạc. Bánh kẹo. Gà, gà bông, gà. Một cái gà bánh. Bông bò, phải cả bông bò, khô bò. Cái này chị bán dân hàng Tết luôn ăn trai. À bán hàng Tết luôn chị. À bán hàng Tết luôn. Cái này có những gì vậy? À khô bò, khô gà, khô mực, khô cá, các loại hạt, các loại khô. À, cái này hát, cái khô. Cái đâu là cắt rồi hạt, cắt rồi khô. Nhìn kỹ. Cái niềm giá quá anh ơi, đủ giá hết. Đủ giá hết. Muốn mua loại nào cũng được. Hạt đều thì 270. Còn à, hạt dễ thì 330. Khô bò thì 500. Đủ giá. Bánh đồ Tết là gì? Hả? Bánh đồ Tết hả? Bánh đồ Tết luôn em. À. Mai mốt về chị đem chị những cái hồng mứt rồi nữa. Bánh Tết luôn. Có kinh mãi không? Có luôn. Trắng về đào đường, trắng về luôn á. Nó trốn mắt sao vậy nhở?
Mẹ rất là ngon. Đứng cách ra đó nguy hiểm đó. Đào ơi, đào quậy quá. Giờ có chơi không? Đừng cho chị hai nó biết. Con nói đừng cho chị hai nó biết. Rồi, cảm ơn em. Cái này có nước mía nha. Uống không nè. Tô này có 25 ngàn, ăn non. Làm rất là ngon. Đây đường sau có bán khô gà, khô mực, các loại hạt. Bán đủ Tết luôn. Mọi người có muốn mua thì thức gì hãy tới đèn sáng là mình mua luôn. Mày chơi trở lại hơi bị ho một chút. Cái này đúng gà ta ăn rất là dai, dai mà ngon. Bán 7 ngày 7 món nên là hôm nào kinh rảnh Kiên sẽ qua quay trở lại nhà xem hết 7 món nhé. Rồi, bye bye cả nhà.